Đoạn 6. Niềm vui của một lương tâm tốt. Cái vui thật. Vinh dự của người lương thiện là được lương tâm chứng quả cho. Nếu có một lương tâm tốt, bạn sẽ được vui thỏa luôn. Lương tâm tốt chịu đựng được mọi sự và cảm thấy vui sướng cả giữa những nghịch ý. Lương tâm xấu bao giờ cũng sợ sệt và áy náy. Bạn sẽ được bình an, vui sướng nếu thâm tâm bạn không trách bạn điều gì. Bạn chỉ có thể vui khi nào bạn làm được điều thiện. Người ác không bao giờ được vui thật và tâm hồn họ không bao giờ bình an, vì không bao giờ có thứ bình an cho người ác. Họ tự hào, ta đang an nhàn, tai họa đâu có, đứa nào dám hại ta. Đừng tin họ, cơn thịnh nộ của Chúa bùng lên là sự nghiệp và tư tưởng của chúng sẽ tan như mây khói. Vinh dự của người lành. Người mến Chúa, tự hào được trong đau khổ, tự hào như thế không có gì là khó, vì đó là tự hào trong thánh giá Chúa. Cái vinh dự mà người đời tặng nhau, thứ vinh dự đó mau qua, bao giờ cũng kéo theo tuổi sầu. Vinh dự của người lành không phải ở miệng người đời, nhưng ở trong chính lương tâm họ. Vui của người lành là từ Chúa phát sinh và ở trong Chúa. Vui của họ là vui trong chân lý. Người ái mộ vinh dự thật, vinh dự vĩnh cửu, chả thèm gì thứ vinh dự của thế tục. Người thèm khát vinh dự thế tục hay không thành thật coi thường nó, chứng tỏ họ không thiết gì vinh dự trường cũ. Ai không ham được khen cũng không ngại tiếng chê, người đó sẽ hưởng an bình nội tâm đặc biệt. Bình an thật. Người có lương tâm trong sạch sẽ dễ được bình an thư thái luôn. Lời khen của người đời không làm được cho bạn thánh thiện thêm, tiếng chê của họ cũng không giảm được giá trị của bạn. Bạn vẫn là bạn. Điều người đời nói về bạn không làm được cho bạn lớn thêm trước mặt Chúa. Nếu bạn nhận xét nội tâm, bạn sẽ thấy lời người ta nói về bạn chả đáng quan tâm gì. Người đời chỉ nhìn thấy cái bên ngoài, nhưng Chúa thấy suốt tận đáy lòng. Người đời chỉ thấy việc làm bên ngoài, nhưng Chúa nhìn rõ cả bên trong. Lúc nào cũng làm việc nghiêm túc và coi mình thấp bé, đó là tiêu chuẩn một linh hồn khiêm tốn. Không thèm an ủi của tạo vật nào, chứng tỏ một tâm hồn trong sạch và tín thác nơi Chúa. Vì như Thánh Phaolô tuyên ngôn, không phải người tự minh chứng cho mình, nhưng chỉ ai được Chúa minh chứng cho mới là người đáng khen thật. Tâm tình thiết tha với Chúa, hành vi không vấn vương tình ngang nghĩa trái, đó là tâm trạng của người nội tâm. Suy niệm, lương tâm tốt là lương tâm không thiết gì thế tục, mà chỉ thiết tha với Chúa là nguồn mạch mọi hạnh phúc và bình an. Dầu gặp gian lao thử thách, người có lương tâm tốt vẫn vui tươi, lấy thánh giá làm vinh dự và làm nguồn an ủi vô tận. Vì được Chúa chứng minh và an ủi, họ không hề nao núng trước lời dị nghị, trái lại lúc nào họ cũng bình thản luôn. Lạy Chúa, Chúa biết con bị vây bọc bởi bao nhiêu cám dỗ, đau khổ. Một đàn tại tính tự nhiên con chiều về điều ác và ngại làm điều thiện. Đàn khác tại sức tấn công của quân thù. Con thắng thế nào được từng ấy địch thù hùng mạnh và hăng hái tác hại con nếu không được Chúa tích cực giúp đỡ cho. Con kêu cầu Chúa, xin Chúa đừng để con bị diệt vong.